Thân mến chào mừng các bạn, chúng ta tiếp tục trở lại kênh Mr. Long Learn Let's Learn. Chúng ta tiếp tục với các video của phần speaking, phần luyện nói của cái nội dung skills trong unit 1 tiếng Anh lớp 11 sách giáo khoa mới các bạn nhé. Đây, cái phần speaking này, bài tập số 1 chúng ta vừa làm xong và đã đưa lên kênh rồi. Bây giờ chúng ta sang bài tập số 2. Đây là tiếng Anh lớp 11 của chúng ta các bạn nhé. Nhớ là chương trình mới đó, các bạn đang học chương trình mới. Rồi vậy thì bài tập số 2 này á thì cũng là một phần bài tập cũng rất là ấn tượng. Chúng ta cố gắng xem người ta muốn mình điều làm điều gì. Sau đây là một vài cái điều mà những cái bạn tuổi teen á và cha mẹ của họ thường than phiền trong gia đình đó các bạn. Và chúng ta chọn những cái than phiền mà bạn thường nghe trong gia đình của bạn và ấy nhiều hơn, đề nghị nhiều hơn nếu bạn có thể. Đó, có nghĩa là chúng ta xem cung cấp nhiều hơn cái than phiền nữa nếu bạn thấy có thể. Và thì rõ ràng là thế thì những cái điều mà chúng ta thường được nghe trong các gia đình mà có cái sự không hài lòng giữa cha mẹ và con cái đó các bạn, nhất là những cái bạn tuổi teen như chúng ta vừa đề cập đó. Vậy thì bây giờ chúng ta xem bên cái cột này á, trong cái khung này á, là những cái than phiền. Đây các bạn này nha, những cái than phiền mà sao mà những cái bạn tuổi teen á, bố mẹ than phiền các bạn. Đây ví dụ thế này, các bố mẹ các bạn than phiền các bạn này. Đầu tiên các bạn, thầy sẽ giúp các bạn hiểu những cái nội dung này rồi sau đó chúng ta luyện nói, bởi vì phần luyện nói cho nên là chúng ta phải phát âm và chúng ta nói nhiều. Là than phiền về ăn mặc này, ăn mặc không có được gọn gàng này, không có được đẹp đẽ gọn gàng này. Và sao các bạn? Có những cái kiểu tóc xấu xí, có những cái kiểu tóc là không được đẹp. Đó, ăn mặc không đẹp, không gọn gàng và có những kiểu tóc là xấu xí chẳng hạn thế. Thì các bạn thường được cha mẹ than phiền điều đó đúng không? Các bạn kiểm tra xem mình có bị thế này không? Mình có bị cha mẹ mình than phiền về cái điều này không? Nếu có thì các bạn đã giao tiếp vào. Ok. Còn nếu chưa bao giờ bị than phiền này thì thôi. Xem tivi quá nhiều. Thôi cái này chắc là thầy phải đánh vô ở đó. Bởi vì nhà thầy là thầy cũng hay than phiền con trai thầy xem tivi nhiều. Cho nên thầy chọn cái này á. Rồi. Có những cái người bạn lạ. Có những người bạn lạ này thì chắc cũng ít đúng không nào? Rồi. Hay là không có học hành chăm chỉ, có học hành không có đủ, đó ham chơi đó, đó là học hành. Cái này cũng chắc thường xuyên nè. Đó, thỉnh thoảng nhưng mà số nhiều khả năng là như vậy. Trừ một vài các bạn siêng năng hơn đúng không nào? Rồi không giúp đỡ việc nhà, cái này chắc cũng thỉnh thoảng có. Không giúp đỡ việc nhà. Rồi dùng nhiều thời gian vào điện thoại. Có nghĩa là dùng điện thoại nhiều quá, hoặc là dùng máy vi tính nhiều quá, dùng nhiều thời gian vào cái việc chơi điện thoại và máy vi tính nhiều quá. Cái này cũng có khả năng các bạn ha, cũng nhiều. Đó, các bạn đi tích vào nha, nếu có các bạn tích vào. Nếu mình đã gặp phải bố mẹ than phiền mình những cái điều đó, hay là không lắng nghe lời khuyên của tôi, không lắng nghe lời khuyên của bố mẹ đó. Đó, thì các bạn xem thử có mình có bị như vậy không. Ăn rất nhiều đồ ăn nhanh này, đồ ăn không tốt cho sức khỏe đó, và uống nước ngọt. Đó, cái này chắc thỉnh thoảng còn có đây. Ok, thì đó là những cái than phiền của cha mẹ dành cho con cái tuổi teen của họ. Thế thì bên này thì phía dưới này là những lời than phiền của con cái dành cho cha mẹ những bạn tuổi teen thường than phiền. Thứ nhất là không thích những người bạn của mình á, của các bạn á, của các bạn tuổi teen, bố mẹ các bạn không thích những người bạn của bạn. Thì cái này khả năng cũng có nhiều đúng không ạ? Luôn nói với tôi những gì phải làm. Đó, bố mẹ các bạn luôn nói với các bạn là những gì phải làm, các bạn cũng không thích, các bạn muốn độc lập mà. Các bạn muốn tự do, các bạn muốn tự ấy thì các bạn không muốn đúng không? Mình muốn độc lập, mình muốn ra quyết định tự mình á. Hay là than phiền về việc nhà và bài tập về nhà. Đó, các bạn cũng than phiền. Hay là không cho phép tôi làm những gì tôi muốn. Cái này chắc cũng nhiều, đúng không? Và phê phán cái diện mạo của tôi. Đó. Và luôn luôn so sánh tôi với những cái đứa trẻ, với những đứa con của những người bạn của họ đó. Cái điều này thì một số bố mẹ gặp phải, là có nghĩa là luôn luôn so sánh con mình với những đứa con của những người bạn của họ. Ở sau ta thấy con của ông bà kia học giỏi thế, siêng năng thế, sao mày lười thế, kiểu như vậy, đại loại như thế. Thì cũng không nên các bạn ha. Mình cũng thỉnh thoảng cũng bị nghe. Hay là con lại không bằng người này người kia, không không nên so sánh như vậy. Đúng không nào?
không nên so sánh một người với một người khác, mà ai cũng có điểm mạnh và điểm yếu riêng, đúng không? Mình phải tôn trọng. Và không tôn trọng cái sự riêng tư của tôi, cái điều này các bạn thỉnh thoảng còn gặp phải đây. Bố mẹ không có tôn trọng sự riêng tư của các bạn, hay là cố gắng kiểm soát tôi, đó, bố mẹ luôn luôn cố gắng kiểm soát các bạn đó. Và không lắng nghe những quan điểm của tôi, đó, cái này các bạn cũng thỉnh thoảng gặp. Và muốn tôi tiếp theo sự nghiệp của họ, đó, kết tục sự nghiệp của họ. Thì đây là tất cả những điều mà các bạn thấy các bạn tự tin thường gặp phải. Và bên này là bố mẹ của họ, cha mẹ của họ tham phiền họ, và bên này họ tham phiền cha mẹ. Và các bạn có thể bổ sung thêm, đây, các bạn nhìn đây, các bạn có thể bổ sung thêm, đó, sung thêm. Vậy thì bây giờ thầy sẽ bổ sung thêm cho các bạn một vài vấn đề nữa, chúng càng nhiều càng tốt. Nói chung là chúng ta có cái suy nghĩ độc lập, và chúng ta có sự sáng tạo của chúng ta. Đây, ví dụ các bạn có thể bổ sung như là, ví dụ như là không tôn trọng người già, ví dụ thế này, don't respect the elderly, don't respect the elderly. Đây là cái than phiền chủ yếu của bố mẹ, than phiền những đứa con tổ tiên của họ, đúng không? Hay là không giữ gìn cái phòng gọn gàng, don't keep my room, như các bạn, tidy. Đây cũng là lời than phiền, là con cái không có giữ gìn cái phòng học, phòng ngủ gọn gàng đó. Hay là giữ dáng, không có tập thể dục bằng chơi môn thể thao cũng được. Hay là không có một cái cách thức ăn uống tốt, đó là don't gì các bạn, don't have good manners, good table manners. Đó, ăn uống không có được gọn gàng, không có, tóm lại là ăn uống không được văn hóa đó, nói năng ăn uống trong bàn ăn á thì không tốt, ví dụ thế cũng bị than phiền. Hay là không được chữ thề, not to, như bạn, swear, đó, không được chữ thề, không được nói tục đó các bạn. Rồi, như vậy là mình có thể bổ sung thêm vài cái này, ok các bạn ha. Vậy thì bây giờ các bạn lừa nói, các bạn nói sao cho nó ok nhá. Bây giờ bắt đầu, thầy sẽ nói lần lượt từ trên xuống dưới cho các bạn để ý. Dress, nhớ bung cho được âm đầu nha. Dress badly and have ugly hairstyles. Watch too much TV. Have strange friends. Don't study enough. Don't help with housework. Spend too much time on their mobile phones and computers. Don't listen to my advice. Have a lot of junk food and soft drinks. Don't like my friends. Always tell me what to do. Complain about household chores and homework. Don't let me do what I want. Cái từ này các bạn đợi này, các bạn nhấn âm đầu này. Criticize my appearance. Keep comparing me with their friends, children. Don't respect my privacy. Try to control me. Don't listen to my opinions. Want me to follow in their footsteps. Đó, các bạn thấy chưa? Như vậy là chúng ta đã lừa nói được bài tập số 2. Còn những cái từ này thầy cũng đã vừa nói xong cho các bạn rồi nè. Đó, những từ này thầy vừa nói xong các bạn này. Don't respect the elderly. Don't keep my room tidy. Don't have good table manners.
not to swear. Đó, như vậy là toàn bộ bài tập luyện nói số 2. Hy vọng các bạn thấy các video này tốt và các bạn nhấn đăng ký kênh, chia sẻ kênh. Hẹn các bạn video tiếp theo để chúng ta đến với bài tập số 3 cũng như những bài tập tiếp theo của cái tiếng Anh lớp 11 này các bạn ha. Rồi, cảm ơn của chương trình 1 này. Và một lần nữa cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chào các bạn nhé.